Đa phần trong cái bụi lúa các bạn, con gầy phấn trắng là nó gây hại, là chúng ta thấy cái lá vàng là lá nó vàng từ những cái nhánh nhỏ này nha các bạn, từ những cái nhánh con, từ những cái chồi. Thì do cái chồi này là cái khả năng hấp thu dinh dưỡng của nó thấp hơn những cái thân mẹ. Thấy không? Đây là những cái thân mẹ nè, nó hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Thì những cái lá vàng này nó nằm ở những cái chồi các bạn, chồi ngành tre. Nè, thấy không? Là do nó thiếu dinh dưỡng. Bởi cho nên là ruộng mà bị gầy phấn trắng tấn công thì chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng qua lá lẫn qua gốc để giúp cho cây lúa nó phục hồi và nó chỗ tốt nha các bạn, không thôi thì nó cũng chỗ thoát không nổi đó các bạn. Thì cái này là cái thực tế ngoài ruộng nha các trên bụi nào cũng vậy, mình quan sát là mình thấy nó bị dạng lá trên cái chồi này. Thì là do nó hấp thu dinh dưỡng kém các bạn. Thì các nhà khoa học người ta khuyên mình là nên bổ sung phân bón qua gốc và qua lá. Rồi, nên mình chia sẻ với anh em một số thông tin để anh em có thể áp dụng được.